Ngày 7 tháng 7 năm 2022, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 5 tháng 7, các lực lượng chức năng đã phối hợp cùng các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và Cục Hải quan tỉnh Bình Phước và Tổ Cảnh sát Giao thông tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 13 thuộc địa bàn phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, phát hiện một xe ô tô đang di chuyển hướng từ thị xã Bình Long về thành phố Hồ Chí Minh có biểu hiện khả nghi nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng phối hợp phát hiện trên xe chở 3 can nhựa. Những người trên xe khai là bật ong rừng. Tiến hành khám xét xe ô tô và 3 can nhựa trên xe, cơ quan công an phát hiện nhiều gói hàng khác nhau có tổng trọng lượng hơn 31 kg ma túy tổng hợp các loại dạng đá, khay và heroin chứa trong các can nhựa. Khám xét khẩn cấp tại nhiều địa điểm trên địa bàn thị xã Bình Long có liên quan đến các nghi phạm vận chuyển trái phép số ma túy này, cơ quan công an đã thu thêm 2 khẩu súng dạng súng Colt và súng rulo, 5 viên đạn cao su cùng hơn 1 kg ma túy đá. Tổng số ma túy cơ quan công an phát hiện thu giữ là hơn 32 kg ma túy các loại, 2 khẩu súng ngắn, 5 viên đạn cao su và nhiều tài liệu liên quan khác. Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ hình sự 4 nghi phạm, trong đó có 3 nghi phạm là người Việt Nam và 1 người Campuchia để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ bắt giữ hơn 32 kg ma túy.